9 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 1965. Vào thời điểm sinh nhật thứ 75 của mình, Bác Hồ đã đặt bút viết về những dòng đầu tiên vào tài liệu tuyệt đối bí mật để dặn lại cho muôn đời con cháu mai sau. Đó chính là bản di chúc đầu tiên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh máy, có chữ ký của người và chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, lúc đó là bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Và cứ đến dịp sinh nhật Bác hàng năm, đồng chí Vũ Kỳ lại đặt bản di chúc lên bàn làm việc của Bác để Bác chỉnh sửa. Bác đọc rất kỹ, xem xét, cân nhắc từng đoạn, từng câu, từng ý, từng lời để chỉnh sửa và bổ sung vào bản di chúc tùy theo tình hình đất nước. Di chúc là những lời căn dặn tâm huyết, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách, tâm hồn cao đẹp của vị lãnh tụ suốt đời, phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân và nhân loại. Những lời dạy bảo trang chứa ân tình của vị lãnh tụ vĩ đại, trọn đời lo cho dân, cho nước của Bác đã trở thành bảo vật quốc gia, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt. Quá trình để viết di chúc cũng thể hiện một cái tinh thần cống hiến của Bác, một cái tấm gương cống hiến trọn đời, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng. Và chính cái quá trình ấy nó lại làm cho chúng ta càng tin tưởng hơn cái nội dung, những cái điều mong muốn của Bác. Đây là cái điều ấp ủ cả đời của một vĩ nhân. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, Lưu trữ Quốc gia Pháp, Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức triển lãm Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật được chọn lọc từ các phong lưu trữ được bảo quản tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, các cơ quan văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt, tại triển lãm lần này, một số tài liệu về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh học tập và làm việc tại nước ngoài và những tài liệu về quan hệ ngoại giao được lưu trữ Liên bang Nga, lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, lưu trữ quốc gia Pháp cung cấp và lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng Việt Nam. Với bố cục 3 phần, phần 1, quê hương và thời thơ ấu, phần này tập trung giới thiệu về những tài liệu hình ảnh, thể hiện tóm tắt tiểu sử, gia đình, dòng họ và bối cảnh làng quê Việt Nam, làng sen Kim Liên và quê hương xứ Nghệ những năm 1990-1910, những ngày thơ ấu đáng nhớ. Phần 2, người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân. Phần này tập trung giới thiệu về những tài liệu hình ảnh, thể hiện quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những dấu mốc quan trọng. Phần 3, bản di chúc thiêng liêng, sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phần này tập trung giới thiệu về những tài liệu hình ảnh, về trăn trở nguyện vọng của Bác qua bản di chúc và những nét nổi bật của quá trình thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm khai mạc ngày 28 tháng 8 tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.